Xin kính chào các anh chị và các bạn. Mình tên là Jenny Trinh Nguyễn, đến từ Arlington, Texas. Hôm nay đó, Trinh muốn chia sẻ với các anh chị một cái cơ hội. Một cái cơ hội này rất là lớn, một cái câu chuyện có thể giúp cho các anh chị đạt được những cái giấc mơ của mình. Chúng ta đó, ai đi qua Mỹ hay là đi nước ngoài đó, cũng đều đi tìm kiếm một cái gì đó mà chúng ta mông lung lắm, không có hiểu, không có biết nó là cái gì. Nhưng mà chúng ta chỉ biết được đó là hai cái chữ mình gọi là tự do. Nhưng mà qua bao nhiêu năm chúng ta qua Mỹ và sinh sống làm ăn tại Mỹ, chúng ta đã đạt được những cái điều đó hay là chưa? Ai ai cũng có những cái giấc mơ, ví dụ như kiếm thêm income, có tự do về tài chính, được về hưu trước cái tuổi 65. Anh chị nào mà có con cái đó thì chúng ta luôn mong rằng á, là mình có thể có thời gian cho con cái của mình, có thể cho con cái của mình đi vào những trường đại học nổi tiếng, có thể đưa con cái của mình đi du lịch vòng quanh đây đó để con cái của mình phát triển bản thân của mình. Nếu mình còn thân nhân ở bên Việt Nam đó, mình cũng muốn là mình có thể đi về đó để mà thăm bố mẹ mình, thăm anh chị em của mình, dẫn con cái mình về đó cho họ biết được ông bà cậu gì của mình là ai, đúng không? Và người Việt Nam của chúng ta ai cũng có một cái lòng tốt, đó là chúng ta muốn làm từ thiện các anh chị. Nhưng mà nếu những cái gì chúng ta đang làm trong thời gian qua, và nếu chúng ta tiếp tục làm trong vòng 3 năm, 5 năm hoặc là 10 năm nữa, thì chúng ta có đạt được những cái điều đó hay là không? Hôm nay đó, Trinh muốn chia sẻ với các anh chị một cái cơ hội. Với cái cơ hội này đó, nó có thể giúp cho các anh chị đạt được những cái gì mà các anh chị mong ước. Thì Trinh qua Mỹ là được 8 năm rưỡi. Và 5 năm rưỡi đầu á, thì Trinh sanh 3 người con. Thì phía sau á, các anh chị là có một cái tấm hình gia đình của Trinh. Đó là 3 người con và ông xã của Trinh. 5 năm đầu tụi Trinh cũng đi làm tóc và làm nail như đại đa số người Việt Nam của mình ở Mỹ. Ông xã của Trinh thì đi làm hãng, một ngày á, là 12 tiếng, một tuần là 7 ngày. Còn riêng bản thân Trinh thì làm 5 cho tới 6 ngày, và một ngày như vậy cũng là 10 cho tới 12 tiếng. Về tới nhà thì rất là mệt mỏi, cho nên không còn thời gian cho con cái của mình nữa. Nhưng mà từ bé đó, thì bố mẹ của Trinh đã làm kinh doanh rất là thành công. Cho nên khi mà cuộc sống thành công, các anh chị, tụi Trinh có một cuộc sống rất là sung túc, được nhiều người tôn trọng. Nhưng mà ngược lại, khi mà gia đình mình gặp khó khăn á, thì cuộc sống nó thay đổi hoàn toàn, và mình không có thích cái cảm giác đó một tí nào. Và mình tự hứa với mình rằng khi lớn lên mình sẽ trở thành một người thành đạt. Thì năm 84 đó, thì bố mẹ mới đi vượt biên qua Mỹ, nhưng mà không có thành công. Thì khi quay trở về đó, thì bố mẹ thì phải lên kinh tế mới để làm việc, còn bố đó thì phải đi cải tạo hơn 9 năm. Và từ đó đó là lúc 6 tuổi Trinh đã phải sống xa bố mẹ. Cho nên á, khi Trinh có 3 người con á, thì Trinh không muốn con của mình, dù rằng là sống bên bố mẹ, nhưng mà giống như là không có bố mẹ. Trinh cũng không muốn là con của mình sống với cái máy vi tính, lớn lên với cái máy vi tính và với cái iPad các anh chị. Và cũng không muốn con của mình giao du với những người bạn mà mình không biết họ là ai, họ như thế nào. Bản thân Trinh thì luôn luôn muốn rằng Trinh và ông xã của mình là những người bạn của con của mình, là những người anh và người chị của con của mình, và những người cha và người mẹ của con của mình. Cho nên sau 5 năm làm việc cho người khác á, thì Trinh có một cái mục tiêu là mở ra một cái tiệm spa. Nhưng mà các anh chị biết không, kinh tế vào năm 2010 đó, nó đi xuống rất là trầm trọng. Cho nên Trinh rất là sợ, nhưng mà Trinh vẫn quyết định mở tiệm. Nhưng đúng ngay cái lúc đó đó, thì Trinh được một người bà con ở bên South Carolina, anh mới giới thiệu cho Trinh cái cơ hội Nu Skin. Thì khi Trinh vào làm cái cơ hội Nu Skin, Trinh không hề biết một cái gì. Đặc biệt Trinh rất là ghét network marketing, Trinh rất là ghét bán hàng. Nhưng mà có một điều mà Trinh biết, đó là Trinh muốn mình có một cuộc sống tốt hơn. Mình muốn cho con cái mình những điều mà mình mong muốn. Cho nên Trinh quyết định tham gia và hỏi anh rằng đó là Trinh có thể làm gì để đạt được những cái điều đó. Thì anh mới mời Trinh vào tham dự những cái conference call và những cái sự kiện. Thì sau khi Trinh nghe conference call và đi sự kiện về, Trinh thấy rằng đó rất là nhiều người họ bình thường, họ còn bình thường hơn mình nữa, mà họ có thể làm được, họ có thể trở thành triệu phú. Tại sao mình không thể làm được? Thì từ đó Trinh mới nói chuyện với ông xã. Và ông xã mới nói là bây giờ ông xã nói Trinh cứ đi học cái này đi, coi như mình đi học 5 năm đại học. Nhưng mà các anh chị biết không, chỉ sau 1 năm thôi đó, thì Trinh đã đạt được cái chức vụ gọi là Ruby. Thì với cái chức vụ Ruby này đó, công ty đã cho vợ chồng Trinh đi một cái chuyến du lịch. Và với cái chuyến du lịch này đó, thì về nó đã thay đổi cái suy nghĩ của tụi Trinh, và nó làm cho cái giấc mơ của tụi Trinh một ngày một lớn hơn. Thì sau khi lên Ruby được 6 tháng, thì Trinh trở thành Diamond.
và công ty lại cho tụi Trinh đi nhiều cái chuyến du lịch khác. Và cuối cùng thì hồi tháng 9 vừa rồi đó, thì Trinh trở thành cái chức vụ gọi là Blue Diamond Executive. Thì tổng cộng tụi Trinh đã được công ty đưa đi 4 cái chuyến du lịch. Và mỗi cái chuyến du lịch vậy đó, thì nó cho tụi Trinh thấy được á, là có những điều mà mình chưa bao giờ mong ước, nó đều có thể cho mình. Thì tại sao những gì mình mong ước lại không thực hiện được? Và riêng con cái của Trinh đó, hồi xưa đó, thì chỉ đi chút chi thôi. Nhưng mà sau này đó, thì Trinh đưa con cái đi chơi rất là nhiều chỗ. À, hàng tháng đi chơi, hàng tuần đi coi phim, rồi một năm như vậy đi 2-3 cái vacation. Đặc biệt đó các bạn không, hàng năm chúng có thể về Việt Nam 3 lần để thăm mẹ và các anh chị bên đó. Ông xã của Trinh bây giờ thì không phải đi làm nữa. Gia đình của Trinh bây giờ có một cuộc sống rất là hạnh phúc, với ba người con rất là dễ thương, rất là xinh đẹp và rất là thông minh. Thì tất cả những gì Trinh làm đều vì con cái và gia đình thôi. Nếu mà các anh chị có một cái giấc mơ cho gia đình mình, cho con cái mình, các anh chị không muốn có một cuộc sống tự do theo ý của mình, thì cơ hội Nu Skin là cơ hội duy nhất có thể giúp cho các anh chị đạt được điều đó. Là bởi vì đó, công ty Nu Skin có một cái dòng sản phẩm rất là độc đáo, nó đang trên đà phát triển, trong một năm mà lên $1 billion. Có một cái hệ thống rất là vững mạnh giúp đỡ cho các anh chị, có một cái đội nhóm luôn ở bên các anh chị, và một cái chính sách trả thưởng rất là lớn. Cái việc còn lại đó, anh chị có muốn mình đạt được những gì mình muốn hay không, thì các anh chị hãy contact với những người nào, gọi cho người nào mà đã gửi cho các anh chị cái đoạn video clip này, họ sẽ giúp cho các anh chị thực hiện giấc mơ của mình. Các anh chị cũng có thể gọi trên số điện thoại 469-230-7932, 469-230-7932. Và còn 2 ngày nữa là lễ Thanksgiving. Trinh muốn mượn cái video clip này để cảm ơn những người đã giúp đỡ Trinh trong thời gian qua. Cảm ơn anh Tuấn là người đỡ đầu đã đưa cho Trinh cái cơ hội này, thay đổi cuộc sống của Trinh và đồng thời cũng đã thay đổi cuộc sống của rất là nhiều người. Thứ hai, Trinh muốn cảm ơn anh An là người đã hướng dẫn cho Trinh, dẫn dắt cho Trinh từng bước một để Trinh có được ngày hôm nay. Trinh muốn cảm ơn Alan Agao là người đã thay đổi cái tư duy của Trinh, giúp cho Trinh vượt qua được chính mình. Bởi vì Trinh đi qua Mỹ không có cơ hội để đi học lại, không biết tiếng Anh, không sử dụng máy vi tính, rất là bận rộn, không có bạn bè. Nhưng mà ông đã giúp Trinh có thể vượt qua được bản thân của mình để đạt được cái chức vụ Blue Diamond Executive. Và với cái chức vụ Blue Diamond Executive, các anh chị biết không? Thu nhập trung bình của công ty đó là 617.000 đồng trên một năm. Và mỗi Blue Diamond Executive đó, hàng tháng người ta thu nhập là 51.000 trên một tháng. Người ta có thể làm bất cứ những gì người ta mong muốn. Nhưng một điều quan trọng là khi mà các anh chị có vấn đề gì xảy ra mà mình có mất đi đó, thì những gì mình đã làm, con cái mình đều có thể nhận lại được. Và một lần nữa Trinh muốn cảm ơn một người nữa, đó là anh Mike Trần, người mà đã cho Trinh thấy được những cái thiếu sót, những cái mà Trinh chưa hoàn thiện, để giúp Trinh hoàn thiện mình mỗi ngày. Cái cơ hội Nu Skin ngoài ra nó cho mình tiền, nó cho mình sức khỏe, sắc đẹp, nó còn cho mình hoàn thiện cái bản thân của mình, cho mình một cái tư duy đúng. Và đặc biệt cảm ơn ông xã là người đã luôn luôn ở bên em, động viên em và giúp đỡ em trong tất cả mọi việc. Cảm ơn bố mẹ, cảm ơn các anh chị em trong nhà đã luôn luôn động viên và đồng hành với em trên con đường này. Cảm ơn các bạn trong đội nhóm đã luôn luôn tin tưởng ở Trinh và đồng hành với Trinh để mình cùng đạt được những cái giấc mơ của mình. Một lần nữa, gia đình Hùng Trinh mến chúc cho các anh chị có một ngày Thanksgiving thật là vui vẻ, hạnh phúc, đầm ấm bên gia đình và thành đạt hơn trong năm mới. Xin chào tạm biệt các anh chị.